Xin chào các bạn đang theo dõi. Video hôm nay mình chia sẻ với các bạn có nội dung đó là bổ sung dầu mỡ vào bữa ăn dặm cho trẻ như thế nào cho hợp lý. Câu hỏi đầu tiên của các mẹ có lẽ sẽ là dầu và mỡ thì cái nào tốt hơn và nên bổ sung cái nào cho trẻ? Thì dầu và mỡ đều tốt và đều cần bổ sung cho trẻ. Cơ thể trẻ cần cả hai cái loại chất béo từ dầu và mỡ này. Dầu tức là chất béo từ thực vật đấy, còn mỡ là chất béo từ động vật. Cơ thể bé sẽ cần cả hai cái loại này với cái tỷ lệ thích hợp, đó là 3:7, tức là 3 phần dầu và 7 phần mỡ. Dầu mỡ hay chất béo này đóng vai trò quan trọng trong cái việc hình thành các cái tế bào thần kinh, hoạt động của hệ nội tiết, hoạt động của các cái hormone. Và chất béo nó là cái môi trường để cái ruột non nó có thể hấp thụ các cái vitamin hòa tan được trong chất béo, như là vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K. Rồi dầu mỡ này nó cũng cung cấp một cái lượng năng lượng rất lớn, tức là nó có một cái vai trò rất lớn trong cái sự phát triển của em bé, và nó cần thiết trong bữa ăn hàng ngày của con. Dầu và mỡ đều quan trọng, chúng ta phải có kế hoạch để bổ sung cả hai cái này, chứ không chỉ mỗi dầu không hay là mỗi mỡ không thì nó sẽ bị thiếu. Và bổ sung cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi phần tiếp theo. Cái thực phẩm mà cho em bé ăn thì hiện nay chúng ta chia thành 5 nhóm như thế này. Thứ nhất là nhóm cung cấp chất đạm, tức là thịt cá trứng sữa đấy. Thứ hai là nhóm cung cấp canxi, đó là sữa và các cái chế phẩm từ sữa. Thứ ba là rau. Thứ tư là trái cây. Và thứ năm là tinh bột. Chúng ta lại không nhắc đến một cái nhóm nào gọi là nhóm dầu mỡ. Bởi vì sao? Bởi vì dầu mỡ hay chất béo này chúng ta chỉ tính là một thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn thôi. Khi mà cung cấp đủ 5 cái nhóm thực phẩm này thì nó cũng sẽ nhận được đủ cái lượng dầu mỡ có trong đấy. Cái nhóm mà chứa nhiều dầu mỡ nhất đó là cái nhóm protein, tức là trong thịt, trong cá. Các cái loại thịt thì chứa nhiều chất béo hơn, đặc biệt là các cái loại thịt đỏ, thịt lợn, thịt bò. Các cái loại cá thì nó sẽ chứa ít hơn, ít cái dầu mỡ hơn. Nhóm cung cấp canxi, tức là sữa và các cái chế phẩm từ sữa cũng chứa rất nhiều chất béo, đặc biệt là trong sữa mẹ có nhiều chất béo. Thứ hai đó là trong cái sữa tươi nguyên kem ấy cũng có nhiều chất béo để cung cấp cho em bé. Trong rau thì không có, nhưng trong trái cây thì có. Ví dụ chúng ta có cái loại trái cây cung cấp nhiều chất béo thực vật như là trái bơ để hình dạng, là cũng có thể cung cấp chất béo cho em bé rồi. Trong các cái loại rau thì không có rau củ quả hạt, ví dụ các cái loại hạt, trong các cái loại hạt, các cái loại đỗ, các cái loại lạc mà em bé ăn thì là cũng có cái loại dầu thực vật ở trong đấy. Đấy, như vậy tức là ăn đủ 5 cái nhóm thực vật này là nó có đủ cái dầu mỡ rồi, nên nên chúng ta có cái kế hoạch bổ sung thêm cho nó phù hợp để không nhiều quá và không ít quá. Ít quá thì không đủ cho cơ thể và nhiều quá thì cái thành phần chất béo nó cung cấp năng lượng nhiều quá và nó gây dư thừa, rồi cơ thể nó sẽ không hấp thu được, tức là không cuốn trỗi cho năng lượng từ các cái nguyên tố, như là nguyên tố năng lượng khác như từ protein hay là từ đạm, nó không có cái sự cân đối. Và nhiều dầu mỡ quá thì nó có thể ảnh hưởng, có cái nguy cơ liên quan đến các bệnh lý về tim mạch, nên chúng ta phải có kế hoạch dùng cho phù hợp. Thì đối với em bé, đặc biệt là em bé dưới 1 tuổi thì chúng ta không hạn chế về cái dầu mỡ, bởi vì độ tuổi này em bé hấp thu tốt nên chúng ta cũng không cần bổ sung thêm. Tức là các bạn cứ nhớ cân đối bổ sung 5 cái nhóm thực phẩm này đầy đủ cho con và dùng cái dầu mỡ để chế biến. Tức là trong quá trình chế biến chúng ta dùng dầu mỡ để chế biến đồ ăn cho con. Như thế nó đủ rồi, nó đủ cái lượng dầu mỡ rồi. Sau đó các bạn không cần thực hành cái việc như một số lời khuyên đưa ra là phải cho thêm 1-2 muỗng dầu vào trong cái đồ ăn của con sau khi gọi là bắc cái nồi cháo hay nồi bột ra khỏi bếp. Nó sẽ rất nồng, có thể rất ngán. Ví dụ như cái hôm mà chế biến đồ ăn bằng thịt, mà các bạn xào hay băm nhỏ thịt ra, các bạn dùng mỡ các bạn hay dầu các bạn chế biến rồi, thì sau đó các bạn không cần cho thêm dầu mỡ vào nữa. Nhưng ví dụ hôm sau các bạn nấu cái món ăn khác, có thể từ cá đấy, các bạn chế biến một chút rồi, hoặc thì các bạn có thể tăng thêm một chút dầu, chút mỡ vào để tạo cái độ ngậy, độ béo phù hợp cho cái đồ ăn. Thế là tóm lại, tức là với cái cách dùng dầu mỡ cho con là các bạn dùng nó để chế biến thì không hạ là ok rồi, tức là dùng đủ cái lượng để chế biến tạo một cái món ăn hấp dẫn cho con thôi, chứ không bắt buộc là lúc nào chúng ta cũng phải cho thêm một vài muỗng dầu ăn vào trong cái đồ ăn của con. Nếu muốn cho thì các bạn chỉ cho một chút xíu, chỉ có nửa cái muỗng đấy thôi, nhiều nhất là nửa muỗng thôi là đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Như vậy, tóm lại đối với cái dầu mỡ này,
Các bạn nhớ là cần, nhưng chỉ cần đủ thôi chứ không cần nhiều quá. Cần duy trì cả dầu và mỡ cho em bé ăn. Trong cái nhóm thực tức là trong cái nhóm cung cấp đạm, các loại thịt cá ăn nó có chứa chất béo từ động vật, tức là có mỡ rồi. Nên là mặc dù tỷ lệ dầu với mỡ là 3 với 7, nhưng các bạn chỉ cần một bữa chế biến bằng dầu, một bữa chế biến bằng mỡ là đủ đủ tỷ lệ cân đối cho em bé rồi. Thứ hai đó là chúng ta dùng dầu và mỡ để chế biến cái đồ ăn cho con, chứ không nhất thiết là phải cho thêm vào sau cái bữa hàng ngày. Chế biến làm sao cho nó phù hợp thôi, để tránh quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều chất béo nó nồng và em bé khó ăn, và nó cũng không cần thiết, nó không tốt cho sức khỏe của con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.